Kính thưa quý vị, một cửa tiệm làm các loại kem cho các nhà lãnh đạo G8 trong lúc họp thượng đỉnh ở Bắc Ái Nhĩ Lan, tin từ Enes Kaylin. Các nhà lãnh đạo cường quốc có cơ hội ăn loại kem mà mình ưa thích trong lúc họp thượng đỉnh gần thị trấn Enes Kaylin của Bắc Ái Nhĩ Lan. Với các cơ hội duy nhất chỉ có một lần trong đời, một cửa tiệm địa phương đã làm các loại kem thích hợp cho 8 vị khách rất quan trọng như Nuts for Barack Obama, Black Forest, White Russian. Bà Una Lilley đã làm các loại kem cách đây 2 năm và đã tìm công thức tốt nhất cho các loại kem của bà ta và đã làm cho khách hàng địa phương ưa thích. Trong lúc địa phương sắp tổ chức hội nghị thượng đỉnh G8, bà ta đã lên Internet tìm tòi khẩu vị của các nhà lãnh đạo G8, hy vọng họ sẽ tới viếng cửa tiệm của bà ta. Trong các loại kem của bà sản xuất có chocolate và đậu rang cho Tổng thống Barack Obama, rượu vodka và cà phê cho Tổng thống Vladimir Putin, macarons cho Tổng thống François Hollande, trà xanh cho Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Eton cho Thủ tướng David Cameron. Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ họp tại một khách sạn trên bờ hồ, chỉ nằm cuối con đường của cửa tiệm bà Lilley, và bà hy vọng là ít nhất một nguyên thủ sẽ tới viếng thăm cửa tiệm của bà ta. Chính phủ Thủ tướng Cameron đã chọn khách sạn nằm trong một bờ hồ gần Enes Kaylin vì cho rằng nơi hẻo lánh này sẽ làm nản chí người biểu tình và dễ dàng bảo vệ an ninh. Dân chúng trong vùng cảm thấy vô cùng vui thích và hãnh diện. Thị trấn được dùng để làm nơi họp hội nghị thượng đỉnh. Một phụ nữ làm việc tại tiệm bán bánh mì thịt G8 Chicken Special nói rằng đang có rất nhiều người lạ tới Enes Kaylin và bà ta cảm thấy rất tuyệt vời. Một người khác nói thị trấn đang trở thành trung tâm của thế giới ít nhất là trong thời gian nửa tuần lễ. Tuy nhiên thì hiện cũng đang có nhiều lo sợ thành phần quốc gia Ái Nhĩ Lan có thể tấn công thị trấn trong thời gian G8 họp thượng đỉnh.